Hello, hôm nay mình xin chào các bạn nha. Đây con ốc máy hôm nay mình đánh hôm qua dính nha. Nó ở cái cội chỗ này rồi. Thì hôm nay mình sẽ bảo tồn phóng sanh nha. Hôm nay mình chơi nó chơi nhớ là bắt một con là trừ một con thôi. Mốt có mà chơi nó bắt là tới hốc ổ tặng diệt không, không phải là mình nói là xúc phạm với anh em nha. Này là cứ anh em mà cứ suy nghĩ lại nha. Vậy được không? Đó, cái điểm này là sao trường học Nguyễn Trãi phường 3 Phát Bà Điều Vĩnh Long nha. Nên mình thả quắc này mốt mình giật mồi nha anh em. Này mốt lại chỗ điểm này nữa. Bỏ ở vô cái lùm này mà nó chủ đá vậy. Hôm qua nghe nó kêu đây mà bữa nay lại quay clip nó không thấy nghe kêu nữa.